Quyền Linh tiết lộ nhiều bệnh, sức khỏe chỉ còn 40%. Nổi tiếng từ giai đoạn thập niên 90 ở vai trò diễn viên, Quyền Linh từng khiến biết bao khán giả nữ say đắm bởi vẻ ngoài điển trai phong trần. Qua độ tuổi thanh niên, tài tử sinh năm 69 chuyển hướng nghề nghiệp sang làm dẫn chương trình và nhận được sự yêu mến từ đông đảo công chúng với hình ảnh giản dị chất phác. Có thể khẳng định vị đại gia dép tổ ong này là một trong những nghệ sĩ Việt ít anti-fan nhất. Có một thời gian hình ảnh Quyền Linh phủ sóng hầu khắp các show truyền hình ăn khách như Tam Sao Thất Bản, Không Gian Đẹp, Ca Sĩ Bí Ẩn, Vì Bạn Xứng Đáng, Bạn Muốn Hẹn Hò, Vượt Lên Chính Mình. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới đây, bên lề họp báo Bạn Muốn Hẹn Hò mùa 7, Quyền Linh bất ngờ tuyên bố đã sẵn sàng nhường ghế MC cho người mới sau nhiều năm gắn bó với show này, cũng như từng nhiều lần xin ban tổ chức cho nghỉ dẫn. Anh nói thêm, còn từ chối rất nhiều chương trình, phim trong thời gian qua. Bên cạnh việc thấy bản thân đã cũ, nam diễn viên đồng tiền xương máu chia sẻ, bề ngoài trông anh bình thường, nhưng thực chất bị rất nhiều bệnh như là đau dạ dày, gan, thận. Theo Quyền Linh, đây là hậu quả của một thời gian dài làm việc mệt mài, phơi xương phơi nắng, quay chương trình, ngủ bờ ngủ bụi, ăn uống không điều độ, đảm bảo dinh dưỡng. Anh kể có những đêm không ngủ được vì bị những cơn đau đầu hành hạ, không biết làm gì ngoài khóc thầm. Sức khỏe của tôi hiện còn khoảng 40%, tôi phải uống rất nhiều thuốc mỗi ngày, Quyền Linh nói. Quyền Linh được bác sĩ khuyên nên giảm công việc, nhưng vì yêu nghề mong muốn làm được điều gì đó cho những mảnh đời bất hạnh, nên anh vẫn cố gắng cho đến bây giờ. Anh nhấn mạnh là mình rất tự hào và vui vì những gì đã làm được, chặng đường dài đã qua, nhưng hiện tại anh không ham danh vọng và muốn nghỉ ngơi. Mong muốn của Quyền Linh là có nhiều thời gian dành cho gia đình, được dậy sớm chuẩn bị bữa sáng rồi đưa đón con đi học. Anh khẳng định không rút hẳn khỏi showbiz mà hạn chế nhận các show giải trí, ưu tiên chương trình có ý nghĩa nhân văn. Quyền Linh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 92 ở nhiều vai trò khác nhau, từ diễn viên điện ảnh, diễn viên hài, nghệ sĩ kịch nói và dẫn chương trình. Gần 30 năm sự nghiệp, anh tham gia hàng trăm phim điện ảnh lẫn truyền hình, được đánh giá là một trong những diễn viên được yêu thích nhất tại Việt Nam. Sau này, khi dần có tuổi, anh tập trung chủ yếu vào nghề MC và gặt hái được thành quả đáng ngưỡng mộ. Tính đến nay, Quyền Linh là nghệ sĩ giành được nhiều giải Mai Vàng nhất với tổng cộng 6 giải, trong đó game show Vượt Lên Chính Mình do Quyền Linh làm đạo diễn và MC đã giành được 5 giải Mai Vàng từ năm 2005 đến 2008.